Harry Won bất lực nhìn Trấn Thành trò chuyện với người đàn ông này đến 3 rưỡi sáng. Harry Won lại một lần nữa phải đăng đàn than thở vì sở thích buông dưa lê của ông xã Trấn Thành. Trấn Thành và Harry Won nổi tiếng là đôi vợ chồng hài hước của showbiz Việt. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những câu chuyện cực vui nhộn trong cuộc sống và công việc lên trang cá nhân. Mới đây, Harry Won đã đăng dòng trạng thái gây chú ý trên trang cá nhân, tiết lộ về sở thích nói chuyện nhiều của ông xã Trấn Thành. Cô kể sau khi có cuộc tụ tập bạn bè ở nhà Hoa hậu Thu Hoài, Trấn Thành đòi đưa Quang Trung về, nhưng không phải về nhà nam diễn viên, mà lại là đi thẳng về nhà nam MC để nói chuyện tiếp. Harry Won than thở, đi ra khỏi nhà chị Hoài lúc 1 giờ 40 phút sáng, Quang Trung tự bút, đặt xe về thì không cho, chồng mình nói sẽ chở về, và bắt cóc nó và nói chuyện tới 3 giờ 40 phút mới cho về. Đây không phải là lần đầu tiên Harry Won bất lực trước sở thích buông dưa của ông xã Trấn Thành. Cô nhiều lần tiết lộ Trấn Thành đưa hội bạn thân Trúc Nhân, Quang Trung về nhà ăn uống, nói chuyện lúc 2 đến 3 giờ sáng, đêm đến không chịu đi ngủ mà bắt vợ nói chuyện cùng. Chưa kể nam MC đình đám còn thích hát hò đến nỗi 4 giờ sáng, vẫn đứng trong phòng tắm hát nghêu ngao. Tuy nhiên, câu chuyện về sở thích lạ lùng của Trấn Thành lại khiến người hâm mộ rất thích thú. Mỗi lần Harry Won chia sẻ cuộc sống đời thường của hai vợ chồng cô lên trang cá nhân, đều nhận được nhiều lượt thích và bình luận của cộng đồng mạng. Yêu nhau chóng vánh và kết hôn vội vàng, Harry Won và Trấn Thành từng khiến nhiều người không khỏi mỉa mai để xem hạnh phúc được bao lâu. Vậy mà đã gần 4 năm trôi qua, tình cảm của hai người lại ngày càng thấm thiết, chứ không hề phai nhạt đi chút nào. Thậm chí, từ những người có ác cảm với chuyện tình vội vàng này giờ đây cũng phải đem lòng ủng hộ. Vậy nên có thể thấy, đôi khi chuyện hẹn hò bao lâu không quan trọng, mà quan trọng nhất là cả hai có thể dành tình cảm cho nhau nhiều đến mức nào mà thôi.